Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn nhà mình, quý vị ạ. Vườn nhà bà Sa Đa Huy. Kính thưa quý vị, chuẩn bị đón một cái Tết truyền thống của Việt Nam. Hôm nay là ngày 23 Tết rồi. Bà Sa Đa Huy cũng chúc chúc quý vị sẽ đón một cái xuân Quý Mão, một cái mùa xuân mới. Khởi sắc hơn và thành công hơn và gia đình an khang thịnh vượng. Và cái thưa quý vị có thể nhìn thấy trước mắt quý vị là một cái tấm biển bảng rất là to. Xã Đắc Huy chuẩn bị để cho ngày mai tổ chức tất niên thì sẽ có một số anh em bạn bè chơi cây sẽ đến đây dự tiệc và tham quan và giao lưu tại vườn bonsai Đa Huy. Kính thưa quý vị, bonsai Đa Huy ghi cho quý vị một cái thước phim thì cái quang cảnh của vườn nhà vào cái ngày 23 ngày Tết ông Công ông Táo quý vị nhé. Thưa quý vị ngắm tổng thể vườn bonsai Đa Huy. Đây cũng chỉ là một phần thôi. Một phần ba trong số những cái tác phẩm cũng như phôi của vườn nhà quý vị nhé. Đây mới chuyển được 1/3 những cái tác phẩm và phôi xuống vườn mới quý vị ạ. Cái không gian thì còn tương đối rộng. Thì ngày mai sẽ một số các anh em sẽ mang những cái tác phẩm đến đây giao lưu cùng với bonsai Đa Huy quý vị nhé. Quý vị trên trên tầng 2 còn một cái sân có thể để kê được mấy chục cây bonsai nữa quý vị ạ. Nên là cái diện tích để mà chơi cây, kê cây tương đối ổn quý vị ạ. Thưa quý vị, bonsai Đa Huy sẽ đi từng cây, từng phôi cho quý vị chiêm ngưỡng quý vị nhé. Để quý vị yêu cây cả nước cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm của vườn bonsai Đa Huy. Một cây long lùn quý vị nhé. Được làm theo lối tản vân. Rất là mạch lạc rõ ràng rồi. Cây chỉ cao hơn 60 được quý vị ạ. Chỉ cao hơn 60 thôi. Tường thân rất là nghệ thuật quý vị nhé. Các cùng đóng rất là đẹp, chuẩn chỉ. Và đây là cái phôi xanh giang lão quý vị này. Phôi xanh giang lão khá già rồi. Mà quý vị chiêm ngưỡng cái đường cổ ngọn. Cực kỳ nghệ thuật. Đang trong quá trình xây dựng quý vị nhé. Một cái phôi lão mà rất ấn tượng. Ấn tượng bởi cái nét khó của phôi. Đường cổ rất là khó chịu. Mà tiếp theo nữa là một cái tác phẩm Ngũ Phúc Sinh Tài quý vị nhé. Thưa quý vị, đây là một cây xanh cổ. Tuổi chậu rất là cao. Và quý vị chiêm ngưỡng được cái nét chun sụn của tác phẩm. Ngoài ra thì tác phẩm đã nổi những cái nu rồi. Cây đã hoàn thiện rất lâu rồi quý vị nhỉ. Một số tác phẩm thì cây đặt để cùng với anh em ngày mai thì có cái tiệc tất niên tại vườn bonsai Đông Huy.
Và quý vị chiêm ngưỡng một cái tác phẩm Giáng Trực, một cây xanh Giáng Trực thì quý vị có thể chiêm ngưỡng. Cây xanh Bà Xã Đa Huy cũng rất là tâm đắc. Cây có một cái thân bệ côn tít, mà cái bóng dáng là quý vị cảm nhận được. Một cây tầm trung. Bốn người khiêng nhẹ. Và một cái tác phẩm đang xây dựng quý vị nhé, Ngọa Hổ Tàng Long, đang trong quá trình xây dựng. Và quý vị hãy chiêm ngưỡng một cây xanh hai thân, một cây dáng mẫu tử. Cái phong cây thì tương đối giống cái tác phẩm Bình An. Cây này có thể gọi là cái cây mẫu tử tình thâm cũng được. Rất già quý vị nhỉ. Đồ xịn sò. Không có vết tích gì cả. Đó mới là cái mà cần. Cần nói đến. Bởi vì cây cổ, cây già mà lại không có vết tích gì, sạch sẽ, là một cái điểm cộng rất là lớn. Và tiếp theo, một cây xanh quê quý vị ạ. Một cây xanh quê Ngũ Phúc, xin lỗi quý vị, một cây Long Quy Khánh Hội. Quý vị có thể, cái góc máy thì hơi ngược sáng một chút nhé quý vị nhé. Quý vị có thể chiêm ngưỡng là một cái tổng thể, một cái tác phẩm Long Quy Khánh Hội. Cực kỳ nghệ thuật, mà hàng cốt chậu quý vị nhỉ. Bông giam xanh quê thì cây này tương đối kỹ rồi. Thì Bà Xã Đa Huy sẽ cố gắng còn làm kỹ hơn nữa. Giam này thì cũng đạt yêu cầu rồi. Bà Xã Đa Huy còn muốn làm dày nữa. Quý vị có thể chiêm ngưỡng được một cái tác phẩm. Đứng người góc cạnh này thì tác phẩm quá đẹp quý vị. Cái bóng mái và cái dáng cây đó, cực kỳ quan trọng. Cây khi nằm hoàn thiện xong thì phải bắt dáng thì mới đạt yêu cầu. Một tác phẩm độc bừng quý vị nhé. Và quý vị ơi, đây là cái tác phẩm đang xây dựng. Cây này mới hoàn thiện được 90% rồi. Đây là cái tác phẩm Long Ẩn Vân. Một cây xanh giáng long, nhưng mà không giống một cây xanh giáng long nào khác. Một cái form dáng, một cái đường thân, có một cái led riêng. Cái này hứa hẹn trong 1-2 năm tới thì là mịn tít quý vị nhé. 2 năm tới là mịn tít. Cái này có thể cuối sang năm có thể chơi tạm vào rồi. Nhưng mà nếu mà để mà đẹp chuẩn chỉ thì 2 năm nữa. Và đây là cái tác phẩm Tỷ Muội Tương Thân vị ơi. Một cây xanh Nam Điền. Xin lỗi quý vị, cái góc máy này là hơi ngược sáng. Cái góc này thì quý vị có thể nhìn rõ hơn. Tỷ Muội Tương Thân. Một hai cái cây long, hai cái phong cách
hợp thành một cái tác phẩm và hai cây bổ trợ cho nhau. Nếu thiếu một trong hai cây thì sẽ rất khó thành tác phẩm. Và đây là cái thốt phôi xanh bonsai Huy đang xây dựng của viện. Đây là bonsai Huy đang xây dựng cái tác phẩm Long Trầu Hổ Phục. Một cây dáng trực hoành đang xây dựng của vị này. Đây còn trong nhà này kia rất nhiều quý vị ạ. Bác sĩ Huy sẽ xin phép đi lướt một số cây. Một cây xanh dáng lão cực kỳ bắt mắt quý vị này. Cái này thiếu mỗi cái chậu đẹp thôi. Cây xanh lão bác sĩ Huy cũng rất là ấn tượng. Rất thích bởi vì cái bóng dáng nghệ thuật của cái tác phẩm này. Còn thiếu một cái chậu đẹp nữa thì cây có thể đi tham dự triển lãm được rồi, hoàn thiện, tương đối hoàn thiện rồi. Quý vị có thể nhìn được cây mai chúa thủy cực kỳ đẹp. Một cái tác phẩm lấy mai chúa thủy làm theo lối cây bài. Một cái tác phẩm của Sa Đa Huy cũng đã tham dự triển lãm. Một số triển lãm. Và là cái cây bản thân cũng rất là yêu quý. Và cảm thấy hài lòng bởi cái bóng dáng này. Một cái phong cây mà chú thủy mà như thế này thì bà xã Huy cảm thấy rất là mãn nguyện. Và một tác phẩm ruối quý vị nhé, một cây ruối gắn bó với bà xã Huy mười mấy năm rồi, làm từ phôi lên rồi quý vị này, và già như nào quý vị cảm nhận được. Bây giờ khai thác ở núi đá rất là già, xong rồi về tạo tác lại, hiện nay hoàn thiện rất lâu thưa quý vị nhé. Và quý vị chiêm ngưỡng một cái phôi gần như cái phôi to nhất vườn, một cái phôi mà Pasada Huy cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào. Và cây đây này thì phôi cái mặt bệ to lắm quý vị ạ. Mặt bệ từ mặt lọ sang bên kia phải 1 mét quý vị ạ. Và hiện nay thì cây cao khoảng 1 mét 2. Nhưng mà xong xuôi cây này thì xây dựng xong. Cây này cao khoảng 1 mét 4, 1 mét rưỡi quý vị nhé. Cây này còn một cái cũng còn phải... cái chốt 2, chốt 3 và quả ngọn, và cái ngọn thì còn đang xây dựng. Và quý vị cảm nhận được chi cảnh. Một cái tỷ lệ rất là chuẩn chỉ. Chốt 1 cực đẹp quý vị ạ. Chốt 1, chốt 2 thì đã gần hoàn thiện rồi. Mỗi tay mỗi chi xây dựng có một cái đường nét mạch lạc rõ ràng. Bởi vì cây to thì không thể làm văn vục được. Quý vị này, chốt 2 cũng đã tương đối rồi. Thì quý vị chiêm ngưỡng một cái phôi quý của bonsai Huy và cảm nhận được cái nét chun sụn này. Lúc này thì mặt trời dọi vào nên là hơi khó nhìn.
Đây còn một cái phôi rang siêu. Cũng một cái phôi tiềm năng quý vị ạ, tiềm năng để trở thành một cái tác phẩm quý sau này. Trên đây chỉ có 1/3 số cây trong nhà thôi quý vị nhé. Xã Huy còn rất nhiều đây. Đây là một cái phôi phôi quý nữa quý vị ạ. Và cái tác phẩm trước mắt quý vị đây. Một cái cây xanh đang trong quá trình xây dựng. Và cây này cũng hoàn thiện được 90% rồi. Đường thân cực kỳ nghệ thuật quý vị nhé. Đường thân cái tác phẩm này thì ấn tượng lắm quý vị ạ. Ấn tượng về cái đường thân và cái bóng dáng của tác phẩm. Cực kỳ cuốn hút. Xin lỗi quý vị là quý vị hiểu sai thì lại nói bonsai đá huy thì cây nào cũng yêu cũng thích, nhưng mà đúng là như vậy quý vị. Cái tác phẩm của mình kể cả phôi bonsai đá huy sưu tầm về đây là mình phải thích, mình phải chinh phục được thì mình mới mua. Thì quả đúng là như vậy, cây nào cũng yêu, cây nào cũng thích. Và mỗi cây thì cho chúng ta một cái cảm nhận nghệ thuật riêng và cái nét ấn tượng riêng. Và quý vị chưa hoàn thiện nhưng quý vị nhìn thế này làm sao mà không ấn tượng được quý vị. Và tiếp theo là một cây xanh dáng trực quý vị ạ. Đây là cây xanh dáng trực. Một tác phẩm bonsai huy đang trong quá trình xây dựng quý vị nhé. Quý vị có thể chiêm ngưỡng một cây xanh dáng trực. Đây là một cái tác phẩm sau này xây dựng xong, cao khoảng 80. Và một cái điều đặc biệt là cái thân pháp của tác phẩm. Những cái u sụn tự nhiên, không có một cái tác phẩm nào lại có một cái đường nét như này, một cái trực và tự những cái lu đùn ra và đã tạo ra cái điểm co lắc cũng như điểm méo trong thân. Và quý vị cảm nhận được cái chất các chốt này đóng rất là đẹp. Thì đây là cái tác phẩm dáng trực hứa hẹn này. Hoàn thiện sẽ là một cái tác phẩm rất rất là đẹp. Cây này cây là cây hoàn thiện trong vườn, nhưng bonsai đá huy nó có một chút kỹ thuật nên là bonsai đá huy phải giật đi để làm lại. Thì hiện nay mới chưa hoàn thiện. Trên cây này là trước đã là cái cây hoàn thiện ở trong vườn rồi. Sửa một chút để cho tác phẩm đẹp hơn, nghệ thuật hơn. Nếu mà bỏ ra độ 2 năm để xây dựng một tác phẩm cho nó đẹp hơn, nghệ thuật hơn thì sẵn sàng, và bonsai đá huy sẵn sàng làm điều đó. Một cây xanh long lùn nữa quý vị nhé. Và quý vị chiêm ngưỡng một cây xanh được xây dựng, một cây dáng có thể gọi là dáng lão cũng được, một cây trực hoành cũng được. Bị chiêm ngưỡng cái cây hàng cốt chậu này. Xanh Nam Điền. Rất dài. Tác phẩm này sẽ phải 2 năm nữa mới xong quý vị.
còn cái ngọn nữa, chắc phải 2 năm nữa mới xong. Kính thưa quý vị, trên đây là một số tác phẩm vườn bonsai Đắc Huy cùng một số phôi tiềm năng ở trong vườn quý vị nhé. Thì bonsai Đắc Huy giới thiệu với quý vị và chia sẻ cho quý vị cái không gian vườn bonsai Đắc Huy để chuẩn bị đón các anh em chơi cây về giao lưu tại vườn quý vị nhé. Bonsai Đắc Huy hôm nay chia sẻ cho quý vị cái thước phim tại vườn nhà. Bonsai Đắc Huy một lần nữa kính chúc quý vị yêu cây cả nước nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Bonsai Đắc Huy xin trân trọng cảm ơn.